Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 2 tháng 4 tại quảng trường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 59 năm Hàm Rồng chiến thắng, mùng 3 mùng 4 tháng 4 năm 1965, mùng 3 mùng 4 tháng 4 năm 2024. Tới dự chương trình có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa cùng đông đảo nhân dân. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Hàm Rồng bản anh hùng ca chiến thắng được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Hàm Rồng sông Mã anh hùng, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của thành phố Thanh Hóa, trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của tỉnh. Chương trình có sự tham gia của các đội nghệ thuật chuyên và không chuyên đến từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 341, phường Hàm Rồng và một số đơn vị thuộc thành phố Thanh Hóa. Cách đây 59 năm, ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4 năm 1965, Không quân Mỹ đã tập trung lực lượng đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt sự chi viện từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Quân và dân Thanh Hóa đã đoàn kết một lòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ cầu, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, lần lượt đánh bại mọi âm mưu của kẻ thù, bắn rơi 47 máy bay Mỹ, lập nên kỷ lục bắn rơi nhiều máy bay nhất trong một trận đánh. Chương trình đã góp phần tuyên truyền, nhân lên lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, đóng góp của các thế hệ cha anh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và tô thắm thêm truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của thành phố Thanh Hóa nói riêng, vùng đất xứ Thanh anh hùng nói chung.